Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái clip ngắn để gửi tới mọi người một vấn đề không liên quan gì đến ô tô, mà đó chính là vấn đề liên quan đến sức khỏe. Em mong rằng với những mấy đoạn clip ngắn này có thể giúp ích một phần nào đó. Em mong mọi người hãy bình tĩnh để có thể phòng ngừa căn bệnh này, đó chính là viêm phổi cấp do virus corona. Để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, mọi người hãy cần lưu ý và áp dụng một số cách phòng ngừa như sau. Chúng ta có thể rửa tay thường xuyên với bằng xà phòng và nước ít nhất trong 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng ngay chất khử trùng có chứa cồn. Dùng khăn giấy che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, sau đó vứt giấy vào thùng rác, hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng khi tay bẩn. Không tiếp xúc và không dùng chung đồ với người có triệu chứng bị bệnh như cảm, sốt, ho, sổ mũi hoặc đau nhức. Không ra đường khi bạn có dấu hiệu của bệnh cảm, làm sạch khử trùng các vật bề mặt thường xuyên chạm vào. Dưới đây là 5 khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam để phòng tránh dịch viêm phổi cấp lây lan. 1 là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Thứ hai là giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để đề phòng bệnh viêm phổi. Chúng ta có thể đun nước muối lên, sau đó lọc và súc miệng thường xuyên. Cần che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán của các dịch đường hô hấp. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh đường viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona, trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Thứ năm, khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh để dịch bệnh không bùng phát lây lan. Em mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp một phần nào đó cho mọi người để tự phòng chống, bảo vệ bản thân mình cũng như mọi người xung quanh và gia đình. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian nghe clip của em. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.